Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny. Video này mình khá chắc là sẽ được đăng vào dịp gần với lại năm mới nhất hoặc là vào ngày 1 tháng 1. Thì mình đã ở trong cái server sinh tồn của mình cùng với lại Nấm và một số người bạn khác. Bọn họ đã xây được rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Thực sự đa số là Nấm xây, mấy bạn có thể qua channel của Nấm coi đa số là Nấm xây không à. Thì bây giờ hôm nay thì mình có một vị khách mời cũng tham gia vào trong cái server này và có xây một ngôi nhà. Và mình sẽ qua thăm nuôi ảnh coi là ảnh có gọi là có kế hoạch gì cho năm mới hay không. Trời cũng sắp tối rồi, qua nhà thăm nuôi luôn, có gì ngủ chung. Trời ơi, cái nhà đúng gần cái làng luôn mà đi tới nơi cái trời tối om luôn rồi, bữa chè thiệt chứ. Alo, có ai ở nhà không? Trời mẹ ơi, cái gì mà nghe tiếng ngáy ra vang tới tận ngoài này luôn vậy? Bro, ai kêu vậy? Bro, ôi dồi, Mr. Yobot, Chan, Kun, cái gì mà chim bay đầy nhà vậy? Ôi trời đất ơi, sao mà giờ tối không về nhà ngủ đi? Trời, kiếm đâu ra, kiếm con này ra, nó đánh tôi vô nhà. Ây rồi, sao vậy? Có một cái giường sao hai thằng ngủ? Ôi vô đây nói chuyện chứ đâu phải vô đây ngủ à, về nhà ngủ. Thì vô đây nói chuyện là ý là đang kiểu sắp tới là có là năm mới đó. Đó tất niên cái kiểu. Ừ, bây giờ cũng cuối tháng 12 rồi. Phải có một cái kế hoạch gì đó để cho kiểu tặng quà, tặng gọi là lì xì tí cho mọi người đi chứ. Có luôn, chuẩn bị từ Tết năm trước luôn người anh em ạ. Trời chuẩn bị Tết năm trước. Tết năm trước đã chuẩn bị sẵn rồi, ở đây là 12 hộp sữa vô mốt gọi là được gọi là sản xuất rất là kỹ lưỡng, đạt chuẩn chất lượng tiêu chuẩn các kiểu, hiểu không? Và 16 cái tờ là phong thư chúc mừng lì xì các kiểu nữa. Lấy ra cái đọc được không? Đọc đi, lấy ra cái đọc đi. Ok, lấy ra cái đọc ra. Có 12 quả đúng không? Nhưng mà sẽ có những đứa nó không có hộp sữa. Tôi cũng có cái ẹt. Ok coi. Uống thật nhiều vào để cao to và khỏe mạnh nhé. Wow. Chất lượng đấy. Ừ. Chất lượng đấy, không. 12 hộp sữa này là hàng limited, đúng không? Hàng limited hả? Đúng rồi, chỉ có 12 hộp thôi. Ok. Còn okay, mấy đứa okay. Nào không được thì chỉ cho nó cái phong lì xì là được. Ok. Chưa? À tôi cũng có cái lì xì. Đây. Wow. Vô mất côn cũng được lì xì. Ôi được cái quả đầu. Ok đã đầy luôn nè. Không giờ thúc em lên đội nè. Hey. Thôi không đội đâu. Ủa đặt dậy mỗi lần ngủ dậy là thấy rồi, thấy chưa? Ngủ dậy nhìn kinh dị. Phẳng gì không phẳng, phẳng này bữa tối 12 giờ khuya bực lên cái thấy này chắc tôi chạy té cái vô mất luôn á. Ủa cái này hiếm lắm á, trời nào giết được tôi mới có. Rồi giờ lấy quà của ông đi, lấy quà đi tặng mọi người đi. Ê nhưng mà chúng ta không thể nào để trời sáng. Ủa chim quá trời chim bay rồi nhà luôn. Không sao. Ây da có sao. Ê tôi nhớ là tôi có mang cái giường qua đây. Không có giường. Đi làm một cái giường á. Thôi thì nhường cái đó. Ấy nghĩ đi. Rồi hay là anh em mình làm phi vụ trong đêm. Hay là mình tặng quà trong một cái cuộc bí mật đi. Làm phi vụ trong đêm cuộc. Mà thực sự là bây giờ mọi người cũng ngủ khì hết rồi, chỉ có mình với lại anh Mr. Yomut Kun. Chúng ta còn phải nấp một cái trước khi chúng ta đi chứ hả? Còn cái gì vậy? Ok. Nha. Một cái giác thì nó vô mốt này mà. Đi tỉnh táo rồi. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ còn có 10 hộp sữa để tặng thôi. Ok đi thôi. Thôi kệ đi. Kệ đi, nó muốn thì nó kệ nó đi. Ui, mà ban đêm ở đây là sao dân làng chịu khổ quá vậy? Toàn ở mấy khu mà toàn á gọi là nguy hiểm rình rập không à. Mấy thằng này sinh tồn theo style của Nấm, chỉ biết xây thôi chứ không biết sinh tồn. Trong server này có người tên Nấm nữa hả? Đúng rồi. Thằng gì? Tôi thấy con khỉ đột bên kia to đùng kìa. Đâu? Đó là Iron Golem, không phải là con khỉ đột. Trời đất ơi, kỹ sư nào mà xây như con khỉ đột vậy? À. Không, hình như là ở dưới hai cái chân nó còn có cái gì xanh nữa, nhìn kỳ lạ lắm. Nhìn y hệt cái con khỉ đột à, không nhìn cái này thì lại ra ông Aaron. Nhưng chơi. Mà bây giờ nhà đầu tiên là nhà nào? Nhưng mà trước khi vào nhà đầu tiên thì có một cái.
tôi có một cây hoa mai trồng từ năm ngoái, năm nay vẫn nở. Vẫn không héo luôn hả? Không, cái này đến Tết là nó rụng nó héo là vừa. Khỏi chân luôn. Hay nhờ, hay nhờ. Ok, đây là cái nhà của Út Dâm Nấm nè. Ôi, thằng Nấm đang ngủ. Dậy. Qua nằm xích qua. Dậy. Ôi chứ cha, mình đang làm trong biết. Ông quên, ngủ. Ở nó ngủ lại rồi, đóng cửa lại, Đâu? Đâu? Ao. Chạy. Nó. Xong. Ê, Nấm nó chạy, nóc nhà rồi. Ok, bây giờ là tụi mình tìm cách không, Nấm chắc không thấy mình đâu, Okay, rồi. Lên được nóc nhà nè. Đâu rồi? Vẫn chơi đâu rồi? Bây giờ mình nhét cái đầu đây. Nhét trên lên trên đi, Tôi nghĩ là nhét vô cái lò nung đi. What? Nhét vô cái lò nung là đẹp nhất luôn. Nhét được không? À được. Ở sao? Ủa nhét quyển sách vô được không ta? Ông nhét một cái thôi, nhét chụp phải nhét cái thôi. Quăng kia nhét thêm cái thì đó đấy. Ok. Đi. Ok. À nắm không thấy được tôi nha, nắm không biết gì nha. Nắm này mũi dài kìa. Nắm này mũi dài kỳ lạ vậy. Ờ cái tôi xin giới thiệu, đây là cái lều của tôi. Ở đây nhà này có cái đầu đây. Tôi quên mất là cái đây là cái skin của đứa nào rồi. Zombie. Nhà chú Bá Hồng. Ao. Chú Bá Hồng. Ê, nó đóng cửa không cho mình vô. Đóng cửa luôn. Cho vô. Không chết rồi. Để tìm đường đi nhập nha cái. Đi đâu? Đột nhập hả? Nhập nha là đi đột nhập đó, để coi nhà nó có cái lỗ hổng nào không. Đây bên đây. Trốn chạy đâu chết phát. Lên trên. Trời quá trời hòm luôn nè. Nhà khứa này toàn hòm trống không à. Cho hộp sữa. Một hộp. Rồi cho thêm cái này vô. Ôi giời, nhiều sách quá vậy. Ok. Đấy, hai người đấy. Hai người. Mình nắp hết hai hộp rồi. Ok. Trời sáng luôn rồi. Sắp sáng rồi, Con cá. Nó ngủ rồi, đang ngủ. Cho hộp sữa xài chơi. Cho hộp sữa. Ok. Ok, đi đóng cửa. Bây giờ có cần coi con này một tí không? Ủa con creeper chết kìa. Nhìn cặp mông của con này nhìn con như con khỉ đột vậy. Piu. Ủa té xuống nước luôn hên vậy. Ok. Nhìn phải nhìn ra trước mới thấy được nguyên con Iron Golem. Đấy, nhìn đằng trước đẹp ha. Nhìn bên hông nhìn như đùi ươi vậy, kỳ lắm. Đây. Let's go. Ở đây nhiều đuốc quá vậy. Ok. Để đi qua đây thôi. Còn một cái khu vực nữa trên góc trên này. Rất tiếc là trên góc trên này là Nấm là chủ yếu là muốn xây ra để dành cho mọi người. Nhưng mà gọi là nói về kiểu bất động sản thì vẫn là bất động sản của Nấm. Đấy, Nấm chưa bán. Đấy. Okay. Vậy thì mình bán thôi. Đừng có nhảy lung tung phá ruộng, phá làng của nó. Đâu rồi. Ôi. Chúng ta Nấm lên bán thôi. Mình lên nhầm đường rồi. Phải đứng ở dưới đây. Đây, đúng rồi. Phải bắt đầu đi từ đây. Đấy, rất là nhiều khu trong quớt à, trong này. Trong quớt. Wow. Không biết để chỗ nào luôn, nguyên khu này chắc mình để một chỗ thôi á. Để chỗ nào mình nói. Hay. Dốc, tôi cứ tưởng cái đó cái nhà. Oh, đây, vô đây. Wow. Treo đầu dê bán thịt chó. Đây, thêm cái nữa. Wow. Treo đầu dê bán thịt chó. Rồi bên này thêm. Bro. Wow. Đây chắc chắn là cái gì ta? Tòa thị chính nè, cái căn cứ chính của con Nấm nè. Ừ, cái chính. Là có mấy cái bản đồ hả? Đây
Đây đây đây. Như vậy là nấm sẽ lấy ra của nó. Ok nha. Đấm vô đấm mình, nó đấm mình. Ok, bây giờ mình sẽ đến với lại món quà thật sự dành cho Mr. Yomot. Mình cũng có quà nữa hả? Đâu 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 đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải đi trong cái cổng địa ngục trước đã. Cái cổng địa ngục nằm ngay phía dưới cái đi cái mông của con Iron Golem. Thật ra cái khu này là cái khu mới. Ừ. Chúng ta sẽ đi. Tôi sẽ xây nhà của cậu Yomot ở một khu đặc biệt. Đó là cái khu gọi là đầu tiên mà bọn khu đầu tiên mà bọn tôi gọi là sinh tồn xuất hiện ở trong cái thế giới này. Qua bên này đi, qua bên này đi. Đây đây có chú ba ở đây đang gác cổng nè. Chú ba bán sắt. Đây là khu đầu tiên. Bọn tôi xuất hiện ở đây. Tôi không biết là bên kia nó đang farm cái gì, chắc là farm kiểu creeper đồ linh tinh thôi. Rồi, ông qua đây. Thực sự tôi vẫn chưa làm cái tôi chưa làm cái cầu. Có cầu, có cái cầu. Tôi rất là thích màu này. Cái màu này là cái màu đặc trưng của gọi là của tôi, hiểu không? Ừ, chính nó đó, chính nó. Đây đây là căn nhà mà tôi tặng cho ông. Wow, đẹp quá vậy. Qua đây. Ô, wow, hết hồn chưa? Wow, đặc trưng của cái đám này xây nhà hay vậy đó. Wow, mình xây nhà theo kiểu gọi là gì ta? Treo đầu dê bán thịt chó. Đẹp bên trong thì chấm không. Ôi, có cái tấm thảm tập yoga luôn lại. Đúng rồi. Nhớ tiếc là nhảy xuống là một cảm giác thật là vô mốt. Nhìn cái chỗ này kìa. Khi nào nấm mặc bikini, nấm tắm trên này thì chúng ta đang ngồi này, ngồi dưới chúng ta nhìn. Ừ. Nấm mặc bikini hả trời? Ối. một cái lò sưởi nhìn lên kiểu nhìn nấm bị đốt. Nhưng mà giờ mình nhảy xuống thì mình cũng lên được cho tới nghìn em. Đấy. Cái này coi như cái cầu tuột đây, cầu tuột bằng nước. Ồ. Ồ. Ôi, nhà tôi có kế bên nhà sớm của tôi. Nhà xóm là nuôi rất là nuôi rất là nhiều thứ. Đó, khu farm luôn. Chỉ tiếc một điều á. Nhà này đẹp quá. Rồi, nếu mà vậy thì tôi sẽ ấy. Chỉ tiếc một đề nghị chỉ nha. Đề nghị ban quản lý sửa lại cái chỗ này nha. Ok. Thì hôm nay thì chúng ta đã tặng được quà cho tất cả mọi người. Mình mong là tất cả mọi người sẽ còn quay lại cái server này để thấy món quà của anh em mình. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau cùng với lại anh Mr. Yomot Chat. Ui. Cool. Hãy tôi cho. Cái này là do uống Yomot nhiều nên xương chắc khỏe đó bro. Bro, không, chúng ta uống Yomot thì tốt nhưng mà chúng ta không có cổ súy kiểu nhảy vào lầu nhảy xuống bro. Thôi thì đây chạy lên chạy xuống xương chắc khỏe không bị gì cả ghê chưa. Tập thể dục điều độ.